Bữa ăn trị giá gần 13 triệu đồng và lần đầu tiên Mẫn Mẫn thám hiểm phong cách ẩm thực Omakase và những trải nghiệm ngon cái miệng nhưng nhức cái tai. Hello cả nhà, ở đây có ai yêu thích ẩm thực Nhật Bản không nè? Mẫn cũng là một người rất là mê ẩm thực Nhật Bản đó nha. Và chắc chắn ai mà mê ẩm thực Nhật Bản thì ít nhất cũng một lần từng nghe qua phong cách ẩm thực Omakase rồi đúng không? Nếu mà bạn nào cũng giống như Mẫn á, nghe thì nghe nhiều rồi mà chưa lần nào được trải nghiệm thì hôm nay hãy cùng Mẫn đi trải nghiệm nha. Tại đây cũng là lần đầu tiên Mẫn trải nghiệm phong cách ẩm thực Omakase này. Ở nhà hàng này sẽ có 3 set menu và Mẫn đã gọi set đắt nhất có giá là 5.200.000 cho một người, và chị gái của Mẫn thì chọn set rẻ nhất có giá là 3.000.000 cho một người. Nếu bạn nào thích trải nghiệm cái cảm giác vừa hào hứng vừa tò mò khi mà đi ăn một cái nhà hàng cao cấp, mình không biết trước được người ta sẽ cho mình ăn món gì và cái món đó hương vị ra sao á, thì Omakase là lựa chọn tuyệt vời luôn. Và nhà hàng hôm nay Mẫn lựa chọn để trao trọn niềm tin cho cái lần đầu trải nghiệm cái phong cách ẩm thực này chính là Sushi Ray, một nhà hàng Omakase khá là nổi tiếng ở Sài Gòn và có đầu bếp là người Nhật Bản luôn đó nha. Mỗi món ăn khi mang lên cho thực khách á, thì đều sẽ có nhân viên hoặc là trực tiếp đầu bếp giải thích về các thành phần nguyên liệu trong món ăn đó. Ở set menu 3 triệu á, thì khai vị chỉ có một món ăn thôi, còn set menu 5 triệu 2 thì khai vị tới 3 món lận. Món đầu tiên mà Mẫn sẽ dùng đó chính là thịt cá nóc nha. Từ chính xác để diễn tả là dai giòn sần sật luôn mà có cái vị ngọt thịt rất là đặc trưng. Cái nước dùng á, thì cái vị thanh nhẹ của rau cải rất là dễ chịu khi dùng luôn. Tiếp đến sẽ là một món mực ăn kèm với lại dưa leo và nước sốt. Mực dai và ngọt thịt, cái nước sốt có một chút mùi hăng hăng của mù tạt và một chút vị chua nhẹ. Tiếp tục là đến món thứ ba trong set khai vị, đó chính là gan cá chay. Cái món này thì siêu béo luôn, khỏi phải nói nhiều nha. Mấy bạn biết không, trong tiếng Nhật Omakase xuất phát từ động từ makasu. Mẫn thì phát âm không có được chuẩn lắm, có gì mọi người bỏ qua nha. Nhưng mà từ đó có nghĩa là sự tin tưởng, giao phó cho một điều gì đó. Thì dịch nôm na trong ẩm thực á, chúng ta có thể hiểu rằng đó là hãy cứ tin tưởng để đầu bếp quyết định món ăn cho bạn. Con này cũng là lương nguyên con ạ, tiếng Nhật là Norisore. Con này thì nếu mà mình nhìn kỹ á, mình sẽ thấy là cái mắt với lại cái xương của nó là bên trong luôn ạ. Yeah. Món này bên em sẽ dùng với lại giấm Nhật ạ, nhưng mà bên em làm thành giống như thịt châu ly ạ, với một ít kho gừng và với lại kho tía tô ạ. Món này mình trộn đều lại một xíu và mình dùng giống như là bún hạt miếng ạ. Phải công nhận Omakase như là một chuyến thám hiểm ẩm thực vậy đó. Khi mà tới đây thưởng thức cái bữa ăn này á, thì Mẫn mới biết sự tồn tại của cái con lươn con hay còn gọi là cá trình con này. Vì Norisore có mùa vụ rất là ngắn luôn, khoảng tầm một tháng thôi, nên để ăn được cái món này á, thì người Nhật người ta phải luôn canh chừng. Con này á, là gần như trong suốt luôn, chỉ trừ có đôi mắt thôi. Nó như thật đấy á, không có mùi gì hết luôn, và khi kết hợp với lại giấm Nhật cùng một chút wasabi sẽ cảm nhận được cái vị chua chua cũng như là cay nồng nhẹ nhàng. Món thứ ba mà Mẫn thưởng thức sẽ là trứng hấp cùng với tinh hoàng cá tuyết. Người Nhật cho rằng tinh hoàng cá tuyết rất là tốt cho sức khỏe do có hàm lượng dinh dưỡng cao á. Món này thì thông thường các đầu bếp ở Nhật á, người ta sẽ hấp cùng với một số nguyên liệu khác, và cái này á, phải dùng nóng mới ngon nha. Và thật sự là khi ăn vào miệng mềm tan trong miệng, ngọt thanh rất là béo luôn. Qua tới sashimi ha, phần sashimi trong set menu của chị Mẫn á, thì chỉ có một phần thôi, còn của Mẫn á, sẽ tới hai phần lận. Hôm nay tụi em sẽ có lần đầu tiên của mình, tụi em sẽ có cá ngừ vây xanh này, nhưng mà là cá ngừ baby ạ, hai nhỏ. Trước cá ngừ đó là ốc thư bơ gai, ốc gai, ốc gai. Mình sẽ ăn kèm với lại sốt karashi miso miso là từ mùi đặc vàng với lại giấm. Khi mà chọn cái set cao cấp nhất của nhà hàng á, thì ở sashimi sẽ có hai phần ăn với hai cách dùng khác nhau. Việc ăn sashimi với lại cái sốt mùi tạt vàng và giấm như thế này á, là rất mới mẻ với Mẫn luôn, bởi vì đây là lần đầu tiên Mẫn thưởng thức theo cách này. Còn phần sashimi còn lại sẽ được dùng theo cái cách rất là quen thuộc với chúng ta luôn, đó là ăn sashimi chấm vài lại nước tương và wasabi. Mẫn thấy cái phong cách ẩm thực Omakase của Nhật Bản là một trải nghiệm đưa bạn tới gần hơn với đầu bếp, hay đặc biệt hơn là những câu chuyện ý nghĩa của từng món ăn. Việc mình ngồi ngay quầy bếp mở quan sát trực tiếp quá trình đầu bếp đang làm các món ăn và cái cảm giác hồi hộp không biết đầu bếp sắp tới sẽ cho mình ăn món gì, nó rất là lạ luôn. Ngoài ra thì đầu bếp cũng sẽ quan sát cái tâm trạng biểu cảm của khách hàng trong bữa ăn để tìm ra cái khẩu vị của khách hàng và để xem khách hàng sẽ muốn ăn món gì kế tiếp. Cứ như vậy đó, và người đầu bếp sẽ cố gắng nỗ lực mang cho mình một cái trải nghiệm tốt nhất có thể mà mình không cần phải quyết định cái gì hết. Cái kiểu này thì hết sức phù hợp cho những cái người mà sợ phải đưa ra quyết định rồi không biết phải ăn gì, còn không cái kiểu là em ăn gì cũng được, đó đó đó, hợp lắm luôn á. Cảm thấy rất là hên khi mình đã chọn đúng nhà hàng để trao cái lần trải nghiệm Omakase đầu tiên. Nguyên liệu ở đây từ đầu buổi tới giờ rất tươi ngon. This is for you. This is the tuna dog inside the menu. Yes. I mean make it a three layer. One top is a sirchin and the chopped tuna from tuna head. And one more is the rice. Okay. Nhà hàng Nhật bước vô mà nhìn thấy bếp trưởng là người Nhật đã thấy uy tín rồi đó. Đã vậy còn rất là hòa đồng, vui vẻ và đẹp trai nữa chứ.
Đây, cái món này thì có tên là tuna dog. Theo như mấy cái anh đầu bếp chia sẻ là do bếp trưởng thấy cái món này sắp xếp các loại topping khá là giống với cái hot dog nên đặt là tuna dog luôn. Phần thịt đầu cá ngừ băm nhuyễn nó dẻo dẻo hòa quyện cùng cái phần nhum biển, trời ơi, ta nói siêu béo mùi vị biển cả. Nhà hàng Sushi Ray này cũng rất là chu đáo khi mà để sẵn khăn giấy ướt tạo hình sẵn một cái dáng cực kỳ tiện lợi cho thực khách lau các ngón tay mỗi khi mà ăn phần sushi xong á. Mình cứ ăn tới đâu thì đầu bếp sẽ chế biến tới đó chứ không có làm sẵn. Mỗi phần sushi được nặn đều tay và vừa vặn cho một lần ăn. Và sau mỗi lần ăn sushi xong á thì mình sẽ ăn một chút gừng ngâm như thế này nè để khử vị, và cái gừng này nó không có cay nha, nó rất là ngon luôn. Trên bàn của mỗi khách đều sẽ có một cái khay và khi làm sushi xong phần nào thì đầu bếp sẽ để lên cái khay đó. Cá chim. Cá chim. Dạ cá kiềm ạ. Đây nha, cái con cá kiềm là cái con cá Sayuri này đây. Linh hồn của những miếng sushi đó chính là cái phần thịt sống phải thật là tươi. Phần cơm được nắng có cái độ chặt vừa phải, vẫn phải giữ được cái độ tơi của cơm. Và phần cơm đã được tẩm một ít giấm có vị chua nhẹ. Cá mới cho nên là em không biết là cái tên này Việt không, nhưng mà cứ gọi là Hamada thôi. Dạ. Có cái rồi sake ạ. Bên trên là có một ít ngò nhập lại. Nãy giờ ăn đồ sống sushi, sashimi rồi các món hấp đồ không à. Bây giờ mình sẽ tới một món nước. Thịt cá mềm vẫn cảm thấy là có cái vị béo nhẹ nè, nước dùng rất là thanh luôn và thơm cái mùi ngọt. Ăn ké bà chị tôi miếng cơm nè. Ở bên đây tụi em có cua lông, cua lông Nhật Bản. You wanna take it? Yes. Okay, huh? Đây là những món ngoài menu của nhà hàng dành cho khách nào có nhu cầu thì sẽ gọi thêm. Sự dâm. Những món của mày vậy đó. Dạ, hôm nay tụi em còn có hàu nữa, hàu nhiều đó. Em sẽ ăn cua thôi, vì nhà em bán ốc. Nói cái gì đâu mà trớt quớt à. Ý của Mẫn nói là nhà Mẫn bán ốc là có bán hàu luôn rồi, nên là Mẫn không có ăn hàu nữa, kiểu vậy đó. Món cua lông này đã được đầu bếp hấp lên và sau đó người ta đã gỡ thịt, dồn hết cái thịt đó vào mai cua. Cua này thì sẽ ăn cùng với giấm Nhật được chế biến thành cái dạng thạch jelly á. Và khác với thông thường ở Việt Nam mình ăn hải sản hấp rồi là mình phải ăn nóng đúng không, nhưng mà cái này thì mình ăn lạnh nha. Cái phần nguyên tảng ở phía trên á thì Mẫn đoán không lầm đó chính là phần chân cua với lại càng cua, còn ở dưới là cái thịt của thân cua được xé ra hòa cùng với gạch. Phần thịt cua có vị ngọt đặc trưng và vị béo của gạch hòa quyện cùng một chút chua chua nhẹ của cái sốt giấm. Cách ăn này vẫn cảm thấy lạ miệng và không gây ngán nè. Rồi, tiếp tục quay lại với sushi trong set ăn của mình ha. Đây là sushi bạch tuộc khổng lồ, sushi cá Amadai. Set menu của Mẫn mới đi được nửa chặng đường thôi thì chị của Mẫn đã tới hồi kết. Vừa làm xong là trao tận tay nè. Tiếp tục set menu của Mẫn là món cá nướng ăn kèm với củ cải trắng, củ cải đỏ và cây wasabi ngâm chua. Món ăn tuy có vẻ nhìn đơn giản nhưng mà hình thức trưng bày lại rất là bắt mắt ở cái chỗ cái củ cải trắng và củ cải đỏ nó cuốn vào nhau như thế này nè, nhìn đẹp ha. Còn đây là sushi phần giữa của cá ngừ vây xanh baby, có cái vân mỡ nhìn khá là giống thịt bò wagyu đúng không, nhưng mà không phải đâu nha, là cá ngừ baby. Vì là omakase nên lần khác nếu mà các bạn có tới trải nghiệm thì cũng chưa chắc là các bạn sẽ ăn trùng với các món mà Mẫn trải nghiệm ngày hôm nay. Cái này là mềm mềm. Wow. Đó, cứ mỗi lần mà tới cái miếng sushi cuối cùng trong set menu thì đầu bếp sẽ trao tận tay cho khách như vậy. Các bạn tưởng tới đây là hết rồi. Không có đâu các bạn ơi. Tiếp tục thì Mẫn sẽ ăn cơm cùng với lại trứng cá hồi và nhum biển. Vẫn là cái loại nhum baffin uni giống như là cái phần tuna đó hồi nãy, nhưng mà cái nhum này sẽ được ngâm ở trong nước biển. Đã có nhum rồi còn thêm trứng cá hồi nữa thì ta nói double béo. Mà các bạn có thấy lạ là từ đầu buổi tới giờ Mẫn ăn chưa hề có một món nào mà có thịt cá hồi không? Theo Mẫn tìm hiểu, Sushi Ray theo hướng nhà hàng Nhật Bản truyền thống và trong ẩm thực truyền thống của Nhật Bản không có cá hồi nha mọi người. Cái này nó rất là ngọt luôn. Đây là trứng nướng với cá mà nó ngọt giống bánh vậy đó. Ăn vào để khử cái vị của sushi trước đó mình đã ăn đó. Rồi tiếp đến mình sẽ húp súp miso và nấm. Chất lượng đồ ăn tươi ngon thì đã nói từ đầu clip cho tới bây giờ rồi, nhưng mà về phong cách phục vụ thì Mẫn cũng rất là ấn tượng với Sushi Ray luôn. Từ các anh đầu bếp cho tới các bạn nhân viên đều rất là nhiệt tình và lịch sự. Trời ơi, con bà chị tôi bà ngồi bà gấp mấy cái nấm rồi, bà mê mấy cái nấm lắm rồi. Khi mà Mẫn với chị Mẫn dùng bữa xong đi về á, thì các anh đầu bếp, kể cả các anh bếp trưởng người Nhật và các bạn nhân viên luôn, đều ra ngoài đứng xếp hàng chào mình và sau đó đợi Mẫn đi khuất rồi thì mới đi vào. Ở vị trí là khách hàng thì Mẫn thấy nhà hàng rất là lịch sự và tôn trọng khách hàng luôn. Đây, món tráng miệng của Mẫn sẽ gồm có dâu Osaka nè, dưa lưới và kem yuzu. Nãy giờ đã có rất là nhiều điểm mà Mẫn thích ở nhà hàng này rồi, nhưng mà đây sẽ là một điểm mà Mẫn cảm thấy trải nghiệm của Mẫn tệ đi. Trong bữa ăn ngày hôm đó, ngoài Mẫn với chị Mẫn ra thì còn có thêm một nhóm khách khác khoảng 5 người. Theo như sự quan sát của Mẫn thì đều là các anh chị trên 30 và chắc chắn là những người có trình độ, có học thức bởi vì họ rất là giỏi ngoại ngữ luôn. Nhưng mà trời ơi, rất là ồn. 5 người cười nói rôm rã, nói những cái chuyện trai gái tế nhị ra mà tưởng đâu 5 người bao hết cái nhà hàng luôn á. Cái giọng nói lớn tới nỗi mà lớn át cái tiếng đầu bếp giới thiệu món ăn luôn. Cuối cùng là phần giữa của cá ngừ vây xanh. Có thể nào mà mình đi ăn mình đừng có bỏ quên cái sự lịch sự ở nhà được không? Và mong là nhà hàng cũng sẽ nhắc nhở nếu thấy khách ồn quá để tránh ảnh hưởng tới sự trải nghiệm của những khách khác.